Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Thu Ngân trong video ngày hôm nay và mong rằng quý vị hãy nán lại ít phút để theo dõi về dòng sản phẩm máy bong gỗ đa năng 2T của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Quân với thiết kế tiện lợi chạy bằng đầu nổ DDZN D24. Máy thích hợp băm nghiến với đa dạng nguyên liệu như thân cây gỗ, thanh gỗ nhỏ, ván bóc, gỗ bìa, gỗ thửa để cung cấp cho các nhà máy sản xuất gỗ ép, ván gỗ, viên gỗ nén, làm chất đốt cho các lò hơi, lò nước nóng hay các cành cây tươi hoặc khô xử lý trong rác thải môi trường. Thiết kế tiện lợi với một cửa xả và hai phần phễu nạp hai bên, phần trọng tâm máy hạ thấp và hướng dốc, tạo độ hút nguyên liệu nhanh chóng, gia tăng về năng suất, xử lý được nhiều loại nguyên liệu khác nhau từ thân cây gỗ có đường kính từ 3 đến 10 cm. Hỗ trợ vận hành ổn định nhờ hệ thống đầu nổ DEZN 24 trở lên, tiện ích cho những nơi không lắp được nguồn điện 3 pha hoặc di chuyển nhiều. Máy cho năng suất từ 500 đến 1.000 kg/h, khung máy chắc chắn, gia công tỉ mỉ, phần trọng tâm máy hạ thấp tạo độ hút nguyên liệu hoàn chỉnh để hạn chế thành phẩm bắn ngược ra ngoài, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Vì vậy, máy bong gỗ đa năng 2T của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Quân đã được các chủ sở kinh doanh tìm hiểu và đặt mua. Máy bong gỗ đa năng 2T có thể thay lắp dễ dàng các loại mặt sàng lỗ khác nhau, từ đó cho ra kích thước thành phẩm đầu ra khác nhau để tương thích với mọi nhu cầu từ thị trường. Buồng làm việc của máy với hệ thống 3 lưỡi dao băm to sắc bén cùng 12 búa nghiền và bánh đà. Trên bánh đà gồm 4 dao băm phụ chuyên băm nghiến gỗ, cùng với đó là mặt sàng lỗ 16 ly chắc khỏe nên đối với các cành cây thanh gỗ cứng đều được nhanh chóng nghiền nhỏ. Với các tính năng ưu việt và hiện đại, dòng sản phẩm máy bong gỗ đa năng 2T sẽ là một công cụ hữu ích phát triển kinh doanh sản xuất trên thị trường. Nếu quý vị thấy video hay và bổ ích, hãy để lại số điện thoại phía bên dưới để được nhân viên tư vấn hỗ trợ miễn phí. Mua hàng trực tiếp tại công ty Bình Quân, quý khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành máy trong 6 tháng, nhận giá máy ưu đãi tại xưởng sản xuất. Vậy tại sao quý vị còn không nhanh tay liên hệ đặt hàng với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật một cách tốt nhất?